Một cậu bé đi chơi sở thú thì đánh rơi chiếc dép của mình và bên dưới là một chú voi to lớn. Trong tình yêu thương giữa động vật và con người, Mách bảo chú voi không thể làm ngơ. Sau đó chú voi đã quyết định lấy cái vòi đưa chiếc dép vào cái chân to đùng của mình để làm điểm tựa, và lấy cái vòi cuộn tròn chiếc dép lên và trao cho cậu bé bên trên một cách an toàn. Theo các bạn, cho chú voi này bao nhiêu điểm?